Ai trong đời cũng có những nơi chốn thân thương gắn với những kỷ niệm trên mọi bước đường đời. Và khi bước vào đường yêu, chốn ấy là những nơi hẹn hò, nơi ghi dấu những khoảnh khắc khó quên của mọi cuộc tình. Mời quý khán giả cùng trở lại với những chốn xưa hẹn hò, với những bản tình ca đầy hoài niệm, cùng những tiếng hát được mến mộ. Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau cái dậu, mùng tơi xanh dần. Lớn lên trưởng thành chung một xóm thì bỗng một ngày nhìn qua thấy một thiếu nữ. Trời ơi, thời gian trôi nhanh vậy. Thư viện thành phố ở Đà Nẵng thơ mộng nó đẹp lắm, thì thường là lấy cớ lên đó đi học là để lên đó hẹn hò. Chân dung cuộc tình phát sóng vào lúc 21 giờ thứ tư ngày 24 tháng 11 năm 2021 trên truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 13 giờ thứ năm ngày 25 tháng 11 năm 2021 trên truyền hình Vĩnh Long 2.